Today's words of wisdom will be presented in English and Olaxis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the 6 Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000 and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai, titled How to Find God, given on October 15, 1989, in Santa Cruz, California, USA. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try it alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. I have found that to find God or to find the Buddha nature is pretty easy, whereby to solve any worldly problem is a big deal. So I have found that to find out about the kingdom of God within, or to find the Buddha nature within yourself, is very easy. But to drive a car, for example, for me, is difficult. Or maybe to translate like him is very difficult. So
Why is it to find the kingdom of God or the Buddha nature within ourselves? It's so easy. Because in the Bible, it is says that the kingdom of God is within you. And Buddhism also say Buddha is in your mind, or the Buddha is in your heart. Yeah. All of us know that God is within us, and we heard about it. Yes. But then, sometimes we have doubt. Yeah. We were thinking, if God is inside, within us, how can I not see Him? If Buddha is within us, how couldn't we see Him? Why? It is for a simple reason, is that we often look outward and do not look within. How is it that we always look outward? It is because we are living in this world. We must do many kinds of jobs, which requires a lot of attention. For example, if I pluck the flower even, then I have to look where the flower is, pay attention that the flower will be plucked intact and not be broken. When we fix an engine or taking care of a computer, we have to pay whole attention to that machine. We have to put up with the imperfection of this world. This world is not imperfect, but it is very perfect. It is perfect in the look of the perfect people. When we look with a perfect eye, we see the world is perfect. Just like when you wear glasses. If you wear clear glasses, then you see the world is clear. If you wear black, pink, yellow, then you see it become black, pink, and yellow. Now, most of the times, we forgot God, except in times of troubles, pains, and sorrows. But then, sometimes it's too late just to remember then and there. Therefore, many people, like myself, have discovered that we should remember God or Buddha at all times. Then we are never late. How to do this? It's very simple. I read a story in Indian scripture. It says like this. There was a great master. It told a story about how God would prefer monks or householder. Both are worshipping God, and then who is his favorite? Yes. So God says that householder are my favorite. Why is it God prefer householder or more touched by their devotion than by monks or nuns? I mean, when I say monks, mean nuns and monks. When I say men, I mean men and women, please. We're so used to with masculine society, so I go along with it, yeah? Women don't get hurt, yeah? Because God says, it is all right for monks and nuns, for the renunciates to worship me, to worship God. They have time. It is natural. They must do it. They should. They ought to. And they have no problems. But the householder, they have a lot of burdens. They have a lot of temptations swimming around them. And they are swimming in temptation. And then they still struggle to remember me, to worship me. Therefore, I am more touched by their devotion. They could even remember me. You understand that? Oh, so why God makes such a distinction? It is like this. What I think the story offers us is that it doesn't matter how much we make offering to God, it is how sincere we do. This is how we should worship and remember the God or Buddha within us. Như vậy là mình mỗi ngày làm như thế nào? Mình làm như thế tức là mỗi ngày mình nhớ tưởng tới trời Phật. Tại vì như thế này,
Trời Phật thì ở trong ta, nhưng mà nếu mình không nhớ thì mình là phàm phu, mà nhớ đến trời Phật là mình là thánh nhân, như vậy thôi. Cái câu chuyện mà cô vừa kể ra đó để cho chúng ta biết rằng trời Phật không có cần mình phải đi tu, hoặc là không cần mình tối ngày phải nhớ niệm tới các ngài, nhưng mà nhớ niệm chỉ dầu là một phút thôi, trong cái thời gian bận rộn của mình mà mình cố gắng mình nhớ tưởng tới trời Phật một chút định, cái đó là rất là to lớn. Cũng như mình có tiền nhiều, mình cho 100 ngàn, mà mình có tiền ít, mình cho 10 ngàn, cái 10 ngàn nó với 100 ngàn nhiều khi nó còn hơn cái 100 ngàn đó nữa. So I just say the story just offers us the conclusion is that it's not how much you remember God or how long, it is how sincere. It is just like we have a lot of money and we can offer $100,000. Maybe without any sincerity, because we take it for granted that we have a lot of money. So $100,000 means nothing to that billionaire. Whereas someone else who hasn't much money, but with sincerity and wanting to help, very devoted heart, donate about $10,000, and that is more valuable. Therefore, the story indicates that we should always remember God or Buddha within us in any circumstances. Of course, the nuns and monks should be more devoted and sincere in their effort. But the lay people, even in such a busy schedule of daily struggle for living, if we could remember God once a while, that is very valuable. And I assure you, through God's message, that whoever remember God, even just for a while, especially when you live this world, the time when we live this world, when we die, if we could remember God or Buddha, we will ascend to heaven. That is God's or Buddha's promise. Trời Phật có cho cô biết rằng những người nào mà nhớ tưởng tới trời Phật dù là chỉ một thời gian ngắn thôi, nhất là trong cái thời gian mà mình từ bỏ cõi đời đó, nếu mà nhớ tưởng tới trời Phật, cầu nguyện rất là thành khẩn, thì thế nào cũng được vãng sanh. Vãng sanh nghĩa là đi cực lạc đó, đi cái nơi mà rất là sung sướng đó, không có bị đau khổ như cái cõi đời này đó. Hoặc là mình người Thiên Chúa giáo mình kêu là thiên đàng, thiên quốc, Phật giáo mình kêu niết bàn, hoặc là Tây phương cực lạc. Mỗi cái nơi họ nói mình dùng một tiếng khác vậy thôi. Cũng như cái này mình kêu bông rồi bên nó kêu flower mà. So Nirvana or the kingdom of God is denoting similar things. It's just different countries use different names for it. Therefore, I find no difficulty in worshipping God and Buddha the same times. And then after worshipping God and Buddha sincerely, for sometimes we identify ourselves with this God or Buddha, and then we become one. Then we become great. That's how Buddha became great. That's how Jesus became great. That's how Krishna, etc., became great. The secret is so simple, and everyone could do it. Nếu mà mình nhớ tưởng tới trời Phật hoài hoài như vậy đó, thì có một ngày nào đó rất là thành khẩn đó, mình sẽ tự cảm thấy mình với trời Phật là đồng nhất thể. Đồng nhất thể rồi mình sẽ biến thành rất là vĩ đại, như là Phật, như là Chúa vậy, hoặc là những vị thánh nhân khác vậy. Đó là cái bí mật để trở thành Phật, hoặc là trở thành Giê-xu, Chúa Kitô. Some of you have heard the story of Sri Ramakrishna in India, yes? Now I don't talk about Buddha and Jesus anymore, lest you think I want to convert you into Christianity or Buddhism. Since my childhood is embedded in these two, no, I do not want. All of you are already Buddhist. All of you are already Christian.
born Christian. There is no need to be born again Christian. You are born Christian. Yes, you are born in Christ's power. You are born from Christ's power. So no need to be born again. Just stay where you are and remember how great you are. Bây giờ cô bắt đầu muốn nói một vài câu chuyện về cái đạo của đạo Ấn Độ đó. À, nếu mà nói Chúa với nói Phật hoài thì sợ đâu mấy người này tưởng cô phải bắt mấy người đi theo đạo Phật hoặc là theo đạo Chúa. Bởi vì nghe nói cô sinh ra trong gia đình một bên Chúa bên Phật đó. Thành ra cô sợ tưởng đâu quý vị bắt cứ đi theo đạo Phật hoặc đạo Chúa. Cô nói khỏi cần. Mình sinh ra đã là Thiên Chúa giáo là, mình sinh ra đã là Phật giáo rồi. Mình sinh ra trong cái Phật tâm mà. Từ cái Phật tâm mình sinh ra, từ Thiên Chúa mình sinh ra, thì mình đã là con cái của Thiên Chúa, con cái của Phật rồi. Cần gì phải nói phải tái sanh làm Phật, tái sanh làm con của Chúa nữa. À, cho nên mấy người đó thích, mấy người đó cười. Okay. Now, Sri Ramakrishna, first is a Brahmin. Cái ông Ramakrishna, một người rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Ông sinh ra ở trong cái đạo Phạm á, Phạm Thiên á. Là một người Phạm Thiên. À. He had no teacher for the beginning. Ngài không có một ông thầy nào dạy hết á. Cái lúc mà bắt đầu đó, không có thầy nào dạy hết. Ngài đi vô trong cái chùa đó, chùa của đạo đạo Ấn Độ đó, rồi ngài lại mấy cái tượng đó, tượng có Phật của người ta đó, Phật của đạo người ta lại. So every day he went to temple and worship Kali, Kali mother of the Hinduism. Kali in Hinduism symbolizes destruction and fears and negativity, etc. But he worshiped her all along. And the Indian people worship her also. He worshiped her through the sincere and blind faith extent until one day the mother appeared to him and taught him many things and made him holy. Then after that, he became wiser and he knows more and he understood everything in the universe. Sau khi mà đã lạy những vị Phật đó lại rất là thành kính, mà một vị thánh nữ thần ở bên đó, nữ Phật ở bên đó là tượng trưng cho cái sự chết chóc đó, sự phá hoại đó. Nhưng mà người Ấn Độ họ không có phân biệt à, phá hoại và là tạo hóa gì họ cũng thờ hết. Rồi cái ông này ông rất là thành tâm, cái lòng ông rất là thanh bạch đó. Cho nên mặc dầu thờ cái vị như vậy đó mà thờ thành tâm đó. Có một ngày cái vị thần đó là vị Phật đó hoặc là thánh đó hiện ra để dạy dỗ ngài và làm cho ngài trở thành thánh nhân. Rồi sau đó từ từ ngài hiểu rõ tất cả những bí mật trong cõi đời, thành thánh đó, thành Phật đó. So he became also one of our modern saints, which is very famous. I think most of you would have heard of him, no? Yes? He passed away long ago, but his fame is still very prominent. Yeah. You know, yeah? Yes, it's good. So he didn't even have a teacher, and due to his own sincerity, he knew God. He was in contact with God face to face. So now, if we all can do that, that is fine. But there are some people who could not. If the people who could not do it by themselves, we have other chance. We could go to those who already have vision of God, already have contact with God, and then ask them for some boon, some help. Some grace. Những người nào mà lạy Phật, mà bái Phật, mà được Phật chiếu cố rồi đó, được giáp mặt với Phật hoặc là được thành Phật rồi thì rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà đại đa số phần đông không có được cái may mắn như vậy, hoặc là không được một cách thành khẩn như ngài. Nhiều khi ngài có lẽ là đời đời kiếp kiếp tu hành rồi, à, cho nên ngài không cần phải thầy dạy cũng có thể thành Phật được, hoặc là có thể giáp mặt với thần thánh được. Mình đa số người cái tâm tánh còn thô lậu đó, tạp niệm rất nhiều, cho nên không thể nào mà lẽ như vậy. Thì mình còn một cách, mình có thể tìm những người nào mà họ đã được
ân điển của trời Phật đó. Mình lại mình ngồi với họ, mình giáp mặt với họ, và lâu lâu mình đi tới thăm họ một lần, mình để nhờ một chút ân điển của họ. Cái bần nó lây qua, nó lây qua. Cũng như mình xức cái dầu thơm á, thì người hàng xóm á, người ngồi gần bên cũng có mùi. Cũng như cái cây gỗ chiên đàn đó, trồng trong một cái rừng, có một hai cây thôi, rồi toàn cái rừng đó nó biến thành gỗ chiên đàn hết. Những cái cây gỗ khác nó cũng có mùi thơm y như mùi chiên đàn vậy. Rất là thần, thần diệu. Có nhiều, có cái cây, cây gỗ chiên đàn như vậy mới kêu là nó rất là quý giá. Là quý giá. Bởi vì cái phẩm chất đặc biệt của nó, hiểu không? Có một vài người ở trên thế gian này cũng có những cái phẩm chất đặc biệt như vậy. Như là cái vị mà tu hành đạo Ấn Độ mà cô mới vừa nói đó. Cái ông này ở Ấn Độ rất là nổi tiếng, trên thế giới cũng rất là nổi tiếng. Khi Ngài còn tại thế thì không có gì mà nổi tiếng. Ngài mất rồi đó, vì học trò đó, họ truyền bá ra. Bây giờ ai cũng biết Ngài hết. Mới vừa hỏi quý vị đâu biết không? Quý vị biết hết. Sư cô rất là mừng. Người Việt Nam nào qua được Mỹ hoặc là những nước Âu Mỹ đó, cái trình độ văn hóa, cái sự mà khai, cái tâm của, cái sự học vấn của những cái vấn đề tôn giáo nó rất là khai khoáng, không có bó hẹp. I was telling the Vietnamese I was happy that they have, some of them have made it to America or some of the so-called European country. Because in these countries, the educational system or the inter-religions are very broad-minded. People can study all sorts of religions and absorb all kind of ideas and different school of thinking, and that is good. That is good for people. I was in China for 6 or 7 years, and I have not become famous until recently. Until recently, about 2 years ago, then I suddenly became famous. I don't know why. It's not that I crave for that. But I was surprised that suddenly I became famous after 5 or 6 years. No, that's not the point. I wasn't very surprised until I went to Costa Rica and made a speech the first day, and I became famous immediately. One day. And it took me 6 years in China to make it. One day in Costa Rica, they call me a living God. But this make no difference to me at all. I was just surprised. How things different from one country to another. If they call me living God or living ghost, make no difference actually. Because you know your own worth, You don't depend on other people. Cô nói là mấy người Việt Nam mình đi qua Mỹ đó, cái trình độ mà học vấn và những cái vấn đề tôn giáo nó khai phóng hơn một chút. Nó kêu bằng gì? Độ lượng á. Cho nên cô ở bên Tàu 5-6 năm mà không có nổi tiếng. Không nổi tiếng, đi qua bên Trung Mỹ có một ngày đó, kêu họ nổi tiếng liền. Cái là ông Thánh sống ha, ông Phật sống ha. Còn ở bên Tàu 5-6 năm mà. Thành ra cô nói rằng đối với cô, người nào kêu cô là Phật sống hoặc là ma sống là cũng không quan nhầm gì. Nhưng mà cô rất lấy làm ngạc nhiên. Tại sao từ một cái quốc gia tới một cái quốc gia, nó có thay đổi nó mà nó rất là nó quá là cách xa như vậy. Một bên thì chỉ qua một ngày thôi mà chưa có biết mặt mũi gì hết, nói chuyện vài tiếng cứ kêu Phật sống rồi. Còn một bên ở 5-6 năm cần cù lao khổ mà không có được lên nước gì. Anh cứ nghĩ là những cái nước Âu Mỹ họ có vẻ độ lượng hơn đó. So I was happy when I came back to America or in some kind of this open land. Yes. I have a big sign. Feel some kind of relief. But again, I would not abandon China or Taiwan just because of the difficulties I have encountered. I just tell you the differences between the nations. And maybe to congratulate you that you have such an open field, very free country where human lives is valued, and where all religions are free to express their full potential. Cô nói là cô đến Mỹ hoặc là những cái nước mà có vẻ tự do khai phóng đó,
nơi mà cái giá trị làm người được tôn trọng đó, và những cái giá trị của tất cả và tất cả những tôn giáo được quyền phát triển tới mức tối đa để sự phụng nhân loại đó. Cô cảm thấy rất là dễ thở một chút. Nhưng mà không vì lý do đó cô bỏ bê những người mà ở Đài Loan hoặc là người Tàu và những cái nước có vẻ không có được khai phóng đó. Cô chỉ nói ra để cho những người Mỹ và những thính giả ở đây hiểu để mà mừng cho chính mình, và cô cũng tự mừng cho quý vị được ở trong một cái nước mà tự do như vậy. So we begun with God and end with humanity. So we have not ended here actually. I was thinking this morning when I came on the stage before that, oh God, how I'm going to speak to you? Maybe you already know everything. But then I had to do it because already appointed today. My disciples or my fellow practitioners have thought that my presence are necessary. Somehow, maybe reminded you of your own goodness, of your own potentiality, of your own most high power, and that you do not give up hope. Or if you already are on your way, then please do not forget again. Why do we must remember God so desperately? Because that is the only thing that saves us out of any kind of trouble, any kind of urgency, any kind of depression, sorrow and pain. If we realize God, nothing can shake us anymore. Nothing can make us fear any longer. We are so secured, so loved, so protected. Bữa nay cô chưa có đến á, cô nói bây giờ mình lên đài mình nói cái gì? Có lẽ là tất cả những thính giả họ đều đã biết rồi, họ đều đã biết cái cách làm sao mà tìm tìm ra Phật tâm của mình, làm sao tìm ra cái thiên đường ở bên trong của mình rồi. Cô lên cô còn nói thêm cái gì nữa, sợ người ta chán không à? Nhưng mà bây giờ cô không lên thì không được, phải học trò những người nước này họ mời mình qua. Qua mình đã nhận lời mình qua rồi, giờ không lên thì cũng không được. Nhưng mà cô nghĩ rằng nhiều khi có lên thì cũng tốt ha. Nhiều khi nói thêm một lần nữa thì không có sao. Rủi ro như người nào chưa có tìm được cái Phật tánh của mình, chưa tìm được cái thiên đàng của mình thì bắt đầu nhớ lại, đừng có quên. Nếu như đã tìm được rồi hoặc là đang trong con đường tìm kiếm thì đừng có thối bước vậy đó, đừng có quên và nên cảm ơn trời Phật. Tại sao mình phải nhớ đến trời Phật như vậy? Tại vì nếu không nhớ đến trời Phật thì con người của mình rất là cô đơn. Tất cả những thống khổ của trần gian đều đè ép mình tới mức mình chịu không nổi. Nếu nhớ đến trời Phật, nếu có một ngày mình khai ngộ được đó, mình biết được cái Phật tánh của mình, cái thiên đàng, thiên quốc của mình đó, thì không có gì làm đàn ép mình được nữa, không có gì làm cho mình sợ sệt, không có gì làm cho mình phải lùi bước, không có một cái đau khổ, không có một cái trở ngại nào mà động động cái lòng của mình được. Cho nên nếu mình muốn sung sướng, mình muốn cảm giác thoải mái, phải luôn tưởng nhớ tới trời Phật, phải luôn nghĩ rằng trời Phật giúp đỡ bảo hộ mình. Nhưng mà tưởng như vậy nhiều khi nó còn khó. Nếu mình không thấy được tự mắt mình trời là như thế nào, Phật tánh là như thế nào, thì nó nhiều khi nó hơi khó mà không có lung lay đó. Phải mỗi ngày ngồi thiền để mà nghiên cứu cái Phật tánh của mình nó là như vậy. But then it is difficult to believe this God power or have an unshaken conviction about the existence of God or Buddha if we ourselves have not once or twice or at least often have a glimpse into this existence of the Most High, which we call Godhead or the Buddha nature. Therefore, we sometimes tend to forget or to be shaken out of belief. That's why
enlightenment and getting in direct contact with God is still very necessary. Faith is the first step to be in contact with God. But the second and the most important step is still to be in direct contact with God. It is just like we know we have a great treasure our parents left behind for us. But if we haven't seen it, then we could hardly be convinced. And our speech to other people is still very humble. It's still one of those very poor and penniless person. Not confident, not noble. Not to convince people enough that you have a treasure. Cũng như mình có một cái bảo tàng nè, mà mình không có bao giờ thấy được, hoặc là mình không có mở ra mình coi, thì ra nhiều khi mình nói chuyện với người ta đó, cái khẩu khí của mình nó cũng không có được hùng dũng á. Nó tôi có tiền, nhưng mà không có nói cái giọng của người triệu phú. Cái người triệu phú, cái hùng khí của họ khác. Cái người mà có tiền trong tay, cái khẩu khí của họ rất là hùng dũng. Nói ra người ta tin liền. Còn cái người giàu mà biết mình có cái tài sản của ông cha để lại nhưng mà chưa có thấy được thì cũng không có cái khẩu khí đó. Cho nên mình phải thấy được cái tài sản của mình, mình mới dùng được một chút, mình mới lợi ích cho cái thân mình, và mình mới có một cái phong độ khác. It's also when we discover the treasure that our parents left behind for us, not only that we have a very confident attitude, not that we want only a confident attitude in dealing with others, but that the treasure will profit us, will benefit us in many ways. No good to have a treasure locked behind somewhere and we starve, and we have to work every day for every penny. The same, the treasure, the greatest power, the greatest, you could not even imagine, power that lay within us, lay waiting for us to use. If even just a few people, just a part of people in this world uses this power, then the world become heaven already. But very few people uses this. We see only a handful of people uses this. Buddha, Jesus, Socrates, yes, and Krishna, Muhammad. Just a few. Yeah, there are some more in modern times. Or like Sri Ramakrishna, Vivekananda, Paramahansa Yogananda, etc. These great beings, they know how to use their great potential. That's all that is the difference. And we, most people, we do not know how to use it, so we become ordinary and miserable and helpless. Couldn't help ourselves, couldn't help others. So that's the difference. Cái sự mà khác biệt giữa người mình và Phật á, hoặc là những vị rất là vĩ đại đó, là bởi vì họ biết dùng cái Phật tánh của mình, họ biết dùng cái lực lượng á mà trời Phật đã ban cho họ ở trong mình, kêu rằng thiên quốc ở trong mình, hoặc là cái Phật tâm ở trong mình đó, Phật tánh á. Nhưng mà rất tiếc, cô nói rằng nếu mà thế giới này rất nhiều, có một số ít người, một phần của những người thế giới mình mà dùng cái lực lượng đó đó, biết dùng cái lực lượng đó, biết dùng cái trí huệ đó, thì thế giới của mình trở thành thiên đàng lâu rồi. Không cần tất cả mọi người phải dùng, chỉ có một ít người dùng là đủ rồi. Nhưng mà rất tiếc là quá ít người dùng tới cái bản năng kỳ diệu, bất khả tư nghị của mình. Chỉ có một ít người như là Phật, Chúa, như Ramakrishna, hoặc là những ông thời đại này là Yogananda, Vivekananda, Ramakrishna, vậy đó, vân vân và vân vân. Việt Nam mình cũng có một ít vị thánh, nhưng vị Tổ Cao Đài đó, cái lúc mà rất gần đây đó, trước thì có Phật mà, rất gần đây thì có những vị Cao Đài, vị gì đó, Huỳnh Phú Sổ, Đức Huỳnh Phú Sổ, hoặc là Đức gì nữa đó, Phật Công Tác hả, vậy đó. Rồi chắc có một lúc gần đây cũng có một ít vị nữa, có ông nào nữa không? Ông Đạo Dừa tốt lắm mà. Đạo Dừa ông thành Phật rồi hả? Vậy tốt quá, Việt Nam cũng có người thành Phật, rất tốt.
À, nghe nói ông nổi tiếng lắm, ông nổi tiếng lắm. Vậy là tôi cô rất mừng. Hey, in Vietnam we have also a few living saints. We call him one of the saints is a coconut saint. In the modern time, why did we call him coconut saint? Because he lives on a coconut tree. He doesn't mix with society. He think nobody can understand him. Is that right? Yeah. Chắc không có ai hiểu thầy rồi thầy ngồi trên cây dừa vậy đó. Chứng tỏ mình cô đơn hả? À, đúng là thành đạo rồi rất là cô đơn. Bởi vì người thế gian ít có người thành đạo mà. Là mình nói cái gì ra ít có người hiểu đó. À, nếu họ không phỉ báng là tốt lắm rồi, tốt lắm rồi đó. So that's why our world is still deep in misery and troubles. So I thought if I could share with you a little technique, a little secret that I have learned, that I have mastered, maybe it could help you to use your own greatest power to help yourself, your relatives, friends, and your nation. And greatest of all, help the whole universe. Because I have seen with my own awakened eye that all the universe, all the beings in the universe are linked together. We are the same essence. We are only one. I have not read it from book only. I have seen this. Therefore, if you think you are still in misery and you think your life has not gone smoothly enough, that God has forsaken you, that you haven't seen God with your own eyes, then please let us help. Let us do that together and you find God. Then you'll be happy as I am, as my fellow practitioners. And this we all try many times, many thousands of people try already. Had no one failed. No one failed with the technique I convey. So I am sure more and more each day that whoever come, have faith and practice with us, even for a few days, even the first day, the great change will take over. If you already have your good techniques, have your good gurus, you already awakened, if you have seen God, then, all right, congratulate you. If you haven't, if you doubt, then you may try. That's all I can say. Cô nói rằng, bởi vì cô đã được thấy tận mắt đó, con mắt mà con mắt Phật á, con mắt thiên nhãn đã thấy tận mắt là vạn vật đồng nhất thể. Cô không phải nhìn ở trong kinh sách mà nói ra, nhưng mà cô tự mình đã thấy được. Cho nên cô nghĩ rằng nếu mình giúp đỡ người khác tức là giúp đỡ chính mình. Những người khác đau khổ tức là mình đau khổ. Tất cả đều có cái sự liên quan lẫn nhau. Cho nên tại vì rất nhiều ngàn vạn học trò của cô đã được tu hành cái phép, đã được chứng đắc, được cái sự lợi ích đó. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba là được lợi liền. Hoặc là mới mấy ngày, hoặc là ngày thứ nhất được lợi liền. Cái tùy theo cái người, cái trình độ của người. Mà không có người nào không được lợi ích hết. Không có người nào mà không có giảm bớt sự thống khổ. Không có người nào mà không có cái bằng không có khai ngộ đó. Cho nên cô nghĩ cái phép này rất là hay. Nếu mà quý vị nào đã khai ngộ rồi, đã chứng đắc rồi, đã có sự sung sướng nội tâm rồi, thì tôi rất mừng, khỏi cần học. Đã có thầy dạy giỏi rồi, có minh sư rồi, và có tự tin rằng mình đã khai ngộ rồi, rất là sung sướng khoái lạc rồi, thì tốt cho những vị đó. Nếu mà chưa có, hoặc là còn nghi ngờ cái Phật tánh của mình, còn thấy thống khổ, còn thấy thiếu thốn cái sự yên ổn nội tâm, chưa có khai ngộ, chưa có thấy ánh sáng và chưa có nghe được cái âm diệu của Phật đó, thì có thể cùng học với chúng tôi để mà mình chia sẻ với nhau những cái giờ phút khoái lạc, giảm bớt những cái đau khổ của đời mình và có thể cứu giúp chính mình, cứu giúp ông bà cha mẹ đã qua đời hoặc là tương lai của mình, và cứu giúp non nước của mình, và cứu giúp làm cho vũ trụ hòa bình. Cô chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi. Tới đây chấm dứt rồi. I am finished now. I have finished my speech and wait for yours. Thank you very much.
If marriage is a sacred bond between husband and wife, and your husband was supportive of your spiritual work, and that also many saints and masters attained enlightenment while married, why did you need to leave your husband? Could he not have attained enlightenment with you, or at least continue with you as brother or supportive companion? Not that the duality of husband and wife continue? Yes, you are right. But I wasn't enlightened then. I was so eager to see God, to elevate the suffering of the world. I thought I couldn't do it with a husband, with a handful of duty. I thought I have to renounce everything so God will have mercy upon me. God will understand my sincerity. I thought I have to leave everything. You don't have to, so don't be scared. Don't leave. I have told you already, he's all right. I'm happy the way I am, and he's happy the way he is. He has his own work. I have mine. Yes? I am serving people better this way. If I have a baby, what do you think? I am giving lecture and giving milk at the same time? Yeah? And even though your husband would be supportive to you, but he has his needs too. And then I couldn't run around the world offering my service to people day and night. I don't know how other masters are. My case is different. Yeah? Everyone is different. If you're happy as a householder, then you be a householder. If you're happy to renounce the world, then you renounce the world. Yeah? The world has many different kinds of people. Yes? And different kind of field to serve. I leave my husband only because I want to serve people, not because I hated him. So I didn't do it with a bad motive. Understand? It is the motive that counts. It's not what you do. It's how and what the outcome of it. Yeah? I think my husband is very proud of me. He say he is. And he's happy now, and so am I. And I couldn't like that kind of life. I couldn't serve only one or two. I have to serve the whole. Human beings at large. He supports me, but not as much as if I'm alone now. Understand? Not that I could go any place, any nation, and any time I want. And you see, with the limited money of the householder, and then I have to keep birthday presents and sister-in-law's present and mother-in-law's birthday and all this kind of thing. What do you think when I have time for you? You know, I work every night since I became famous, sometime until 2-3 o'clock in the morning, give initiation to people, attending to people, and then 5 o'clock get up again, meditate. How I attend my husband. All day long I'm away, all night I'm with people, morning I meditate. What do you think about a husband who wants to have babies and who wants to have a wife attending to him? I want to give to people totally. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try it alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Thank you for your loving presence for today's episode of Words of Wisdom. Please join us again Friday for part 2 of How to Find God. Now, please stay tuned to Supreme Master Television
for Models of Success, coming up next after Noteworthy News. We wish you everlasting joy and peace. For more details, please see www.suprememastertv.com/WOW.